Xin chào bác xem kênh Hải Phòng RV. Thì dạo gần đây có rất nhiều các bác gọi điện về bên em phản ánh cái tình trạng cái TV đang bị mất kênh VTV. Các bác đang xem truyền hình bình thường, đang xem VTV bình thường, bắt được các kênh VTV như là VTV3, VTV6, VTV2. Thì tự nhiên bỗng một ngày nào đó thì kênh VTV sẽ không xem được. Các bác vào xem thì nó sẽ không có tín hiệu. Nó báo trên TV là không có tín hiệu và bị mất kênh. Chính vì vậy mà em quay cái video này để hướng dẫn các bác cách tìm lại kênh VTV hoặc là những cách khắc phục để các bác có thể dò lại được kênh, hoặc là nếu như không dò được kênh thì các bác có thể xem được các cái kênh VTV bình thường. Thì sau đây em sẽ bắt đầu hướng dẫn các bác. Rất mong được sự ủng hộ của các bác xem video bằng cách nhấn đăng ký kênh để em tiếp tục ra những video sau phục vụ các bác. Thì đầu tiên cái nguyên do bị mất kênh VTV thì em sẽ giải thích thêm cho các bác. Cái nguyên do mà bị mất kênh VTV đó là do nhà đài họ thay đổi tần số phát sóng. Thay đổi tần số phát sóng của các kênh đấy thì các bác đang lưu tần số cũ thì sẽ không thể nào mà có tín hiệu được. Thì tự nhiên lúc đó thì sẽ bị mất kênh, không xem được. Thì đấy là nguyên do mà các bác không xem được kênh VTV, chứ không phải là do TV không nhá. Rất nhiều bác gọi điện đến bảo TV lỗi không xem được, nhưng mà đấy không phải là do lỗi của TV, mà là do lỗi của nhà đài. Họ thay đổi tần số phát sóng cho nên là các bác sẽ không bắt được kênh. Và cái cách để các bác tìm lại được kênh VTV đó, các bác có thể vào dò lại kênh. Các bác lưu ý cho em là dò lại kênh thì hiện nay tất cả các kênh truyền hình ấy, thì bây giờ nó sẽ phát sóng theo dạng digital chứ không còn là analog nữa, cho nên là khi mà dò lại kênh thì các bác nhớ chọn cho em là digital, chọn đúng cái mục đấy thì mới tìm được kênh. Còn các bác mà chọn analog mà dò kênh thì sẽ không thể tìm được. Ví dụ như trên TV, đây em sẽ ví dụ cho các bác là TV Samsung. Nếu như TV Samsung thì các bác sẽ vào cái phần cài đặt tất cả. Đây em sẽ vào cho các bác sang bên trái ngoài cùng. Các bác xuống phần menu ở dưới. Đây, xong đó các bác vào phần cài đặt. Tất cả cài đặt. Xong đó thì các bác sẽ di chuyển xuống phần phát sóng. Đây là mẫu TV mới của năm 2022 các bác nhé. TV mới của năm 2022 các bác có thể làm theo. Còn cái mẫu TV cũ hơn thì các bác cũng làm tương tự, cũng chỉ vào phần cài đặt, xong đó thì tìm phần phát sóng hoặc tìm phần kênh. Trong phần phát sóng này thì nó sẽ có phần dò tự động này, các bác chọn dò tự động này, xong đó thì bắt đầu dò này. Ở đây thì nó sẽ có các cái chọn lựa cho bác. Đầu tiên là anten thì các bác phải chọn anten rồi này. Xong đó thì các bác chọn ở dưới là digital và analog. Như em vừa nói thì cái truyền hình analog ấy, phát tín hiệu bằng analog này thì nó bỏ đi rồi. Hiện nay thì chỉ chọn digital thôi. Trong trường hợp nếu bác nào mà không nhớ thì các bác chọn cả hai. Các bác chọn cả hai được, nó đều dò cả hai và vẫn ra được kênh. Còn nếu các bác nhớ các bác chọn digital thôi cho nó nhanh. Dò cả hai tín hiệu thì nó sẽ lâu hơn. Còn các bác chọn digital thì sẽ nhanh hơn. Các bác chọn digital xong đó thì ấn quét. Như vậy thì khi mà các bác cắm anten vào rồi thì các bác sẽ dò lại được kênh bình thường. Đấy là cái cách mà các bác có thể tìm lại được kênh. Và những cái kênh truyền hình bây giờ ấy, thì nó sẽ từ cái giải tầm 800 trở lên, kênh 800. Ví dụ như là trước kia thì các bác dò kênh khoảng 11, 12, 13 là đã có kênh VTV rồi. Nhưng đến bây giờ hiện nay thì khoảng kênh 800 trở lên thì các bác mới có VTV. Thì các bác cứ dò xong rồi các bác tìm ở kênh 800 trở lên là sẽ tìm thấy VTV. Nếu trường hợp các bác dò kênh rồi mà không tìm thấy, vẫn không có kênh VTV thì các bác làm như nào? Thì đây là cái vấn đề mà em muốn nói thêm để các bác có thể tham khảo, để các bác có thể khắc phục được. Nếu như mà trường hợp các bác dò lại kênh mà không được, đầu tiên thì các bác tắt TV cho em. Tắt TV, rút nguồn TV ra, đợi khoảng 15 phút. Sau đó thì các bác cắm nguồn lại, xong đó các bác bật TV và dò lại kênh một lần nữa cho em. Nếu như cách này không được, bắt đầu các bác sẽ chuyển sang cách 2. Đó là các bác điều chỉnh anten cho em. Điều chỉnh anten có nghĩa là các bác cái hướng anten đang quay một hướng thì các bác sẽ quay hướng khác cho em. Một là quay anten hướng khác và cho nó cao hơn,
để nó bắt được dễ hơn. Nếu như quay các hướng anten mà dò kênh vẫn không được thì bây giờ các bác sẽ phải thay anten mới cho em. Trường hợp nhà bác nào mà anten quá cũ thì các bác thay luôn. Còn nếu anten mới thì các bác xoay hướng, xoay các hướng và dò lại kênh để tìm được cái sóng truyền hình. Còn anten cũ quá thì các bác phải thay anten mới. Và em lưu ý các bác là cái anten các bác sử dụng ấy thì các bác nên sử dụng anten ngoài trời các bác nhé. Không nên sử dụng anten trong nhà. Bởi vì anten trong nhà thì bắt tín hiệu cực kỳ là yếu. Và nếu như nhà bác nào mà có mái tôn ấy, thì các bác phải để vượt lên trên mái tôn. Bởi vì cái mái tôn thì chắn sóng rất là nhiều, gần như là sẽ không có sóng. Thứ nhất là không nên sử dụng cái anten trong nhà. Thứ hai là anten ngoài trời thì các bác nên để vượt qua mái tôn thì nó sẽ bắt được tốt hơn. Còn nếu như để dưới mái tôn thì bắt rất là kém. Đấy là những cái điểm lưu ý các bác để khi mà các bác thay đổi anten thì các bác có thể dò lại được kênh. Nếu như mà trường hợp các bác mà thay anten mới mà vẫn không bắt được kênh thì các bác chỉ có đợi thôi, đợi khoảng một vài ngày, sau đó các bác dò lại để tìm lại kênh VTV thì có thể là tần số mới ở nhà đài đang phát mới thay cho nên là chưa ổn định, các bác chưa bắt được ngay thì các bác đợi khoảng một vài hôm các bác lại dò lại kênh cho em là sẽ được. Và các cái mẫu TV mới hiện nay thì các bác nhớ cho em một điều nữa, đó là các mẫu mới TV mới thì đều tích hợp đầu thu kỹ thuật số digital rồi. Và muốn xem thì các bác phải cắm anten các bác nhé. Có một số trường hợp mà em đã gặp trong khi mà tư vấn hàng thực tế thì có một số bác gọi điện đến và rất là hồn nhiên bảo là TV tích hợp đầu thu kỹ thuật số rồi mà tại sao anh dò kênh lại không được. Trong khi đó thì sau khi bên em hỏi tư vấn ra, hỏi là các bác có cắm anten hay không thì các bác hoàn toàn nói là không, anh không sử dụng anten. Nhưng mà tại sao anh tưởng là TV đã tích hợp đầu thu kỹ thuật số rồi nhưng mà anh dò kênh lại không được? Thì cái điều đấy thì do bác cũng chưa hiểu rõ thôi. Các cái mẫu TV mới bây giờ thì tất cả TV đều tích hợp đầu thu kỹ thuật số. Và muốn sử dụng xem TV bắt trực tiếp thì các bác phải cắm anten các bác nhé. TV nào cũng sẽ có để đầu anten cho các bác, để cái rác anten để các bác có thể cắm. Đây, rác anten như này. TV nào cũng có rác anten để các bác cắm anten vào để bắt truyền hình trực tiếp, không phải qua xem qua mạng. Trường hợp mà ví dụ như là mạng mất, các bác vẫn xem được TV bình thường với anten thì bắt buộc 100% các bác phải cắm anten vào để xem, chứ không thể nào mà không cắm anten mà các bác dò kênh được các bác nhé. Đấy là cái điểm rất là cơ bản nhưng có thể các bác cũng không để ý và các bác cũng không biết. Em muốn nêu ra cái điểm này để các bác hiểu rõ hơn. Và một số loại anten trên thị trường đang bán ấy thì nó sẽ có anten dây và anten điện, anten trong nhà. Thì em khuyên các bác là nên sử dụng anten ngoài trời các bác nhé. Sử dụng anten ngoài trời giá vừa rẻ lại vừa hiệu quả. Đây, ví dụ như bên em đang bán cái anten ngoài trời, một chiếc anten ngoài trời như này đời mới, kèm 15m dây sẵn, đầu bấm sẵn, mật giá chỉ có khoảng 90.000 thôi. Cực kỳ là rẻ anten ngoài trời. Trong khi đó nếu bác nào mà muốn mua anten trong nhà, giá cực kỳ đắt nhưng mà không hiệu quả. Anten trong nhà khoảng tầm 200-300.000 một mẫu. Ví dụ như mẫu anten này bên em đang bán. Nếu như nhà là bác nào mà có mái tôn ở trên thì gần như là không bắt được sóng. Đây là anten điện các bác nhé. Cái mẫu anten điện trên thị trường, các bác đừng xem họ quảng cáo trên gian bán hàng ấy. Họ quảng cáo rất là hay, cắm vào phát xem được ngay, nhưng mà các bác đừng tin. Bên em đã thử rất là nhiều rồi, bên em bán đủ hết. Và cái dòng anten mà tốt nhất thì vẫn là anten ngoài trời. Các bác nên sử dụng anten ngoài trời để thu truyền hình thì sẽ tốt nhất. Quay trở lại cái vấn đề video ấy, là những cái kênh VTV mà không bắt được ấy, thì các bác nếu như thay anten mà vẫn không bắt được thì các bác chỉ chờ khoảng một vài ngày các bác dò lại kênh cho em để tìm lại được kênh. Và trường hợp các bác mà không bắt được VTV bằng anten thì các bác cũng đừng lo lắng quá, bởi vì trong thời gian chờ dò lại kênh thì các bác có thể vào các ứng dụng xem TV trên mạng. Rất nhiều ứng dụng được tích hợp sẵn trong các cái mẫu TV đời mới bây giờ để các bác có thể xem được truyền hình và hoàn toàn miễn phí. Các bác chỉ cần bắt wifi
sau đó thì vào các ứng dụng trên TV để xem truyền hình các bạn nhé. Trong ví dụ như là trong cái TV của Samsung thì nó sẽ có các cái chương trình như là VTV giải trí này, VTV Cap On này, nó giống y hệt VTV Go, thì các bác có thể xem được truyền hình trên đó. Hoặc là nếu như không thì các bác có thể tìm các cái app khác để các bác xem truyền hình. Ví dụ như TV 360 này, những cái app này thì đăng ký rất là dễ, các bác cài vào TV các bác bật lên, xong đó thì các bác đăng ký theo số điện thoại của bác là có thể xem được hoàn toàn miễn phí, không mất phí. TV 360 này, trên này nó sẽ có đầy đủ hết truyền hình này, VT1, VT3 này, VT5 này, đầy đủ hết kênh truyền hình các bác nhé. Xem thoải mái, xem qua mạng, chỉ cần có mạng là xem được, chứ không cần phải cắm anten. Nhưng mà cái điểm khi mà các bác xem qua mạng thì nó sẽ chậm hơn. Ví dụ như xem bóng đá thì các bác sẽ chậm hơn khoảng tầm 1 phút. Nhiều khi là hàng xóm hô rồi mà các bác vẫn chưa được hô. Đấy, đấy là cái điểm bất lợi khi xem qua mạng, qua ứng dụng thì sẽ chậm hơn xem anten. Nhưng mà bù lại thì lúc nào cũng sẽ có mạng là sẽ xem được, không cần phải anten. Rất nhiều ứng dụng ngoài cái TV 360 thì các bác có thể tìm các ứng dụng như Yan TV này, trên này đầy đủ hết. Đây là TV Samsung, còn những cái TV của Sony thì các bác có thể sử dụng VTV Go, các ứng dụng đấy là hoàn toàn miễn phí, các bác xem thoải mái, các bác nhé. Đấy là cái cách mà em thường tư vấn và hỗ trợ các bác. Các bác nào mà bị mất kênh VTV thì các bác có thể làm theo cách của em. Đến đây thì video của em cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Nếu bác nào thấy video hay, có ích, các bác đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.